Hello anh em, như anh em đã biết thì mình có bán hàng trên cả Shopee nữa nha. Và cái shop của mình sẽ là Mobile City Meta Shop. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm cho anh em một cái bảng tổng hợp này, top 5 chiếc máy bán chạy nhất trên Shopee Mobile City của mình, để xem là anh em mua máy gì nhiều nhất nhá. Bắt đầu video. Mình sẽ đi từ top 5 lên anh em nhá. Và đây, top 5 của chúng ta sẽ là chiếc IQ Neo 9. Mình bán được loanh quanh tầm 100 máy. Và anh em lưu ý thêm giúp mình này, khi mà mua trên Shopee của mình thì mặc định sẽ được bảo hành vàng 12 tháng tại tất cả cơ sở Mobile City anh em nha. Đó cũng chính là lý do tại vì sao mà mức giá mình để trên Shopee ấy, nó sẽ cao hơn một chút, nhưng mà bù lại vào những ngày sale thì anh em add mã vào thì nó sẽ rẻ hơn và lại được cộng thêm bảo hành vàng anh em nha. Quay trở lại với chiếc IQ Neo 9 thì đây sẽ là đối thủ trực tiếp của chiếc Redmi K70, vì cũng dùng con chip Snapdragon 8 Gen 2. Tuy nhiên nếu mà so với cả chiếc Redmi K70 thì công nhận là chiếc Neo 9 nó sẽ mạnh hơn một chút anh em nhé. Nhà IQ thì thường tối ưu hiệu năng tốt hơn và thậm chí là mạnh sẵn rồi, anh em mua về không phải vọc gì cả. K70 thì phải xóa phần roi xe đúng không ạ? Em này là chơi game ngon lành luôn. Ngoài ra thì với chiếc Neo 9 ấy, các bạn cũng có sẵn tiếng Việt nha, không vất vả như chiếc K70 phải Việt hóa hoặc là UpRom. Camera sau của chiếc Neo 9 ấy, thì phần cứng ngang K70 nhưng mà thuật toán của IQ thì ok hơn nên ảnh chụp ra nó sẽ ngon hơn. Cái màn hình của chiếc Neo 9 thì tuy là viền không sexy bằng so với cả K70, nhưng mà cái phần hiển thị là ok. Và đây sẽ là màn hình LTPO 144Hz nhé. Những bạn chơi game bắn súng ấy thì rất thích màn hình 144 đúng không ạ? Nhưng mà đánh đổi lại, khi mà so sánh với cả chiếc Redmi K70 thì rõ ràng rồi, Neo 9 ấy nó sẽ bị viền nhựa thôi, không phải viền kim loại này. Và cái phần cam trước của máy nó sẽ chỉ là 30fps anh em nhé. Hay là vấn đề sửa chữa ấy, thì cũng sẽ khó khăn hơn một chút so với cả chiếc Redmi K70. Đến với top 4 trong video ngày hôm nay sẽ là chiếc Redmi Note 13 Pro. Đấy, em mày ngày xưa thì toàn top 1 thôi, năm nay bắt đầu tụt hạng một chút nhưng mà bán vẫn chạy nha. Note 13 Pro là một chiếc máy không hề mạnh trong tầm giá nhưng bán vẫn rất chạy. Tại vì sao? Đâu phải ai cũng chơi game nặng đúng không? Đây là một chiếc máy giải trí toàn diện anh em nhá, chơi game tầm trung thôi. Con chip sẽ chỉ là Snapdragon 7S Gen 2. Các game cơ bản như kiểu Liên Quân, Tốc Chiến, Free Fire, chơi ngon lành cành đào, thậm chí mắc setting thoải mái. Game tầm trung cao hơn một chút như kiểu là COD hay là PUBG ấy, thì sẽ phải để đồ họa trung bình các thứ thôi, chơi nó sẽ ngon. Bù lại thì trong tầm giá, Redmi Note 13 Pro ấy là một chiếc máy có camera và màn hình tốt nhất. Đấy, màn hình của máy thì viền rất mỏng, rất sexy nha, hiển thị tuyệt vời luôn. Như mình nói, trong tầm giá thì màn hình của Note 13 Pro đỉnh nhất luôn. Camera của máy sẽ là 200 megapixel, cảm biến to, thu sáng tốt. Và mình cảm thấy cái thuật toán của cái dòng Redmi Note ấy nó sẽ sáng sủa hơn một chút so với cả những dòng khác của Redmi nha. Nói chung chụp ảnh ok, cam trước có 60, pin của máy 5000 này, sạc 67W này, 2 loa stereo. Con máy này thì bị hãng cấm unlock nhưng mà rất may nhá, mua trên Shopee của mình ấy, thậm chí bây giờ anh em được cài sẵn ROM quốc tế luôn, ngon chưa? Bình thường mua con này về cài ROM mất tầm 200 ấy, mua trên Shopee được bảo hành vàng sẵn này, cài sẵn ROM luôn. Nói về điểm trừ của chiếc Redmi Note 13 Pro thì thực sự là không có. Đấy, chủ yếu là anh em phải xác định rõ thôi, đây là một chiếc máy không thiên về gaming nha. Rồi, đến với top 3 trong video ngày hôm nay là chiếc IQ Z9 Turbo, chiếc máy mạnh nhất trong bộ tứ tầm trung năm nay. Cụ thể, với con chip Snapdragon 8S Gen 3, hiện tại chiếc IQ Z9 Turbo ấy vẫn đủ sức để quẩy được all game nha. Genshin Impact các bạn chơi đồ họa cao rất ok. Điểm cộng thứ hai là viên pin của chiếc Z9 Turbo rất trâu anh em nhé, 6000mAh đi kèm với cả 80W. Và điểm cộng thứ ba, màn hình của máy sẽ là 144Hz, hiển thị ok, viền mỏng. Cộng với cả những ưu điểm khác chung của dòng IQ như là có sắt tiếng Việt này, mạnh sẵn này, camera phía sau phần cứng bình thường thôi, nhưng mà thuật toán của IQ nó khá là ổn anh em nhé, chụp ảnh sẽ đẹp hơn so với cả Xiaomi một chút. Hiện tại trong tầm giá 6-7 triệu ấy, để mua một chiếc máy chơi game pin trâu màn đẹp, lấy cho mình chiếc Z9 Turbo. Điểm trừ lưu ý này, cam trước của máy sẽ chỉ là 30fps anh em nha, nên là những bạn hay quay video cam trước ấy thì phải lưu ý giúp mình. Đến với phân khúc tiếp theo nha, chiếc máy thứ hai đó là Redmi K70. Đấy, con này thì một thời là quốc dân luôn. Nãy thì mình đã so sánh với cả chiếc IQ Neo 9 rồi nhá, mình sẽ không so lại nữa. Trong tầm giá ấy, đây là chiếc máy rất toàn diện anh em nha. Snapdragon 8 Gen 2 thì mạnh rồi, những trang bị còn lại ấy, viền kim loại này, hai loa, màn hình 2K viền mỏng hiển thị tốt, pin 5000, sạc 120W, camera sau phần cứng ngon, cam trước có 60. Mọi năm ấy, cái dòng Redmi K sẽ bị chê là ui dồi ôi, viền nhựa phèn đúng không? Năm nay chơi viền kim loại ok chưa ạ? Thậm chí K70 nhá, viền của nó là dạng nhám mở, dùng còn sạch hơn so với cả chiếc Redmi K70 Pro.
mọi năm mình chơi là K50, K60 ấy, cam phèn đúng không? Năm nay chơi camera chính giống hệt K70 Pro anh em nhé. Cảm biến xịn sò, thu sáng tốt. Mọi năm chơi cái dòng Redmi K60, K50 sạc chậm đúng không? Năm nay thì sạc của chiếc K70 ngang với cả chiếc K70 Pro luôn, cũng là 120W. Nên thực sự năm nay chiếc K70 thì bán chạy hơn chiếc K70 Pro rất là nhiều nha. Chiếc K70 Pro ấy khác biệt chính là về chip thôi, 8 Gen 3, mới cả có thêm camera siêu rộng xịn hơn, camera tele nữa, còn lại giống nhau. Lưu ý duy nhất thôi, hiện tại để mà unlock Xiaomi thì đang hơi khó khăn anh em nhé. Tại thời điểm mình làm video ấy thì đang có thông tin rò rỉ là sắp sửa Xiaomi sẽ cho unlock free trở lại, nhưng mà tin rò rỉ thôi nha, chưa kiểm chứng. Nhưng mà với những bạn tín đồ của Xiaomi, quen dùng Xiaomi rồi ấy, thì không cần phải unlock, dùng rất là sướng nha. ROM gốc anh em chịu có Việt hóa này, tùy chỉnh setting một chút là thông báo vẫn ổn định nhá. Và xét trong mức giá thì rõ ràng rồi, không có chiếc máy nào chip mạnh toàn diện như K70. Đến với top 1 trong video ngày hôm nay là chiếc Redmi Turbo 3 bán siêu chạy anh em ơi. Mặc dù nhá, nó cũng là Snapdragon 8 Gen 3 và yếu hơn so với cả chiếc IQ Z9 Turbo. Màn hình thì xấu hơn này, pin kém hơn, camera sau cũng xấu hơn. Nhưng quan trọng là mức giá nha. Còn Redmi Turbo 3 ấy, hiện tại khoảng tầm hơn 5 củ thôi, trong khi Z9 Turbo thì tầm 6 đến 7 củ nha. Mức giá của chiếc Redmi Turbo 3 ấy, đang rẻ hơn rất là nhiều. Vậy nên đây là chiếc máy mạnh nhất trong tầm giá. Đấy, quẩy ôn game luôn, Galaxy Impact đồ họa cao. Cái màn hình của máy tuy là không quá đẹp nhưng mà được cái viền mỏng hơn so với cả chiếc IQ Z9 Turbo anh em nhé. Nên với một số bạn thì vẫn có thể sẽ thích chiếc Redmi Turbo 3 hơn. Camera của máy ok, xấu hơn, nhưng ưu điểm là cam trước có 60, đấy, nó sẽ toàn diện hơn. Pin không cho bằng nhưng mà 5000 là quá đủ dùng rồi đúng không anh em? Sạc 90W, hai loa của máy thì nghe khá là ok nhá. So với cả đời trước ấy thì cái phần âm bass của chiếc Redmi Turbo 3 được cải thiện khá là nhiều. Và có một đợt thì chiếc Redmi Turbo 3 là chiếc máy được unlock miễn phí nên bán siêu chạy luôn. Bây giờ thì bị khóa lại rồi nhưng mà đấy, rò rỉ là sắp tới lại được free anh em nhá. Ok, vừa xong thì mình đã gửi tới anh em top 5 chiếc máy bán chạy nhất trên Shopee Mobile City. Anh em thấy sao về 5 con máy này? Anh em thích máy nào nhất? Hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Link mua thì mình sẽ để dưới phần mô tả cộng với cả bình luận ghi. Giờ xin chào, bye bye.